Hello, chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em là Phúc với số hotline 0979 77 893. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu và chia sẻ cho quý anh chị một con Ford EcoSport đời 2015 mà đủ quý anh chị nhé, hộp số tự động. Thì hiện nay thì con xe này thì đang mang biển Bình Dương quý anh chị ạ. Con xe này hiện nay thì bên em đang chào bán với giá là 440 triệu quý anh chị nhé, 440 triệu bao quý anh chị rút hồ sơ. Đó, xe tuy đã qua sử dụng thôi nhưng mà xe còn rất là đẹp quý anh chị ạ. Đây ạ. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 5 năm 2021 quý anh chị nhé. Thì đây là một cái dòng xe gầm cao, nói chung là dáng thể thao quý anh chị ạ. Thì quý anh chị, những quý anh chị nào mà yêu thích cái dòng Ford, đặc biệt là cái dòng EcoSport này, thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì bên em thì có rất là nhiều mẫu xe để quý anh chị lựa chọn quý anh chị nhé. Thì khi quý anh chị đến với em thì quý anh chị có thể lựa chọn về giá, lựa chọn về hãng xe, đời xe, dòng xe và các màu xe quý anh chị nhé. Đó, rất là nhiều xe để quý anh chị lựa chọn ạ. Thì những quý anh chị nào mà lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để quý anh chị sau này có thể tiện cập nhật được những mẫu xe giá rẻ bên em nhé. Và bây giờ em sẽ đi tổng quan bên ngoài con này, con xe Ford EcoSport này, để quý anh chị có thể cảm nhận rõ hơn quý anh chị nhé. Đó, xe này thì được trang bị túi khí an toàn phanh ABS, rồi cam hành trình, phim nhật chống nóng, rồi đề nổ start top, rồi cửa sổ trời quý chị nhé. Đó, về phần mâm lốp thì còn khá là mới quý anh chị ạ. Đây, về phần mâm lốp còn khá là mới đây. Xi nhan được tích hợp trên gương quý chị nhé. Đó, phim nhật chống nóng và tất cả các tay cầm được nẹp viền hết rồi quý anh chị ạ. Đây, về phần nội thất bên trong đây ạ. Nội thất bên trong này là ghế da trần được ốp 5D được quý chị nhé. Đây ạ, đây, trần được ốp 5D, cửa sổ trời này quý chị này. Đó, cửa sổ trời này quý chị nhé. Đó, chút nữa em sẽ quay rõ kỹ hơn về cái phần nội thất, về tất cả, về ốc bản lề, nói chung là về sơn CI keo chỉ là cam kết với quý anh chị là xe nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước quý chị nhé. Có thể thảm táp lô này đang còn mới quý chị nhé. Đó, về phần táp ly của xe này, đó, còn rất là đẹp quý chị nhé. Sơn xi keo chỉ là cam kết với quý vị là nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước quý chị ạ. Đó, đây ạ. Về phần khoang sau đây quý chị nhé. Đó, xe này nhìn rất đẹp, xe này gia đình đi quý chị nhé. Đó, nội thất bên trong này, xe này đã được ốp 5D để chống nóng và chống ồn khi trời mưa này quý chị này. Đó, đây, về phần cốp sau của xe đây ạ. Đây, cốp sau của xe đây. Đây, chỉ với 440 triệu thôi quý anh chị có thể sở hữu ngay một con xe thương hiệu nổi tiếng quý chị nhé. Dòng xe thể thao gầm cao, đi rất là thích quý anh chị ạ. Ngoài ra xe được trang bị cam lùi này quý anh chị này. Đó, đây, và tất cả các cái nắp xăng hoặc là tay cầm hoặc là trên cửa này được nẹp viền hết rồi quý chị nhé. Đây ạ, bây giờ em sẽ vào trong cái khoang xe này. Đây, xe được gắn cam hành trình này. Đó, hộp số tự động này quý chị nhé. Đó, con xe này thì đi được hơn 60.000 rồi quý chị ạ. Đó, xe đi được hơn 60.000 rồi. Các phím bấm được tích hợp trên vô lăng quý chị nhé. Đó, nói chung là xe này thì còn khá là cứng và đẹp quý chị nhé. Tuy đã cả sử dụng rồi nhưng mà xe còn rất là đẹp quý chị ạ. Đây ạ, về cái phần nội thất này. Đó, nhìn rất là đẹp quý chị nhé. Bây giờ em sẽ mở đến cái phần khoang máy để quý chị có thể cảm nhận rõ hơn về con xe này nhé. Quý chị đợi em chút ạ. Dạ, đây chính là cái phần khoang máy của con Ford EcoSport quý chị nhé. Đây ạ. Xe thì cam kết với quý anh chị là xe nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước quý anh chị nhé. Đó, quý anh chị có thể chạy thử xe và test xe thoải mái trước khi có định mua xe bên em. Nếu mà quý anh chị nào mà đã mua xe bên em rồi thì quý anh chị có thể biết về chất lượng của xe quý anh chị ạ. Xe còn rất là ok quý anh chị nhé. Đó, xe rất là đẹp quý anh chị ạ. Thì chỉ với 440 triệu thôi, quý anh chị có thể sở hữu ngay một con Ford EcoSport quý anh chị nhé. Rồi, em quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn xem xe
muốn xem xe và muốn trải nghiệm con xe này thì quý anh chị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Vui lòng liên hệ trực tiếp với em để được em hỗ trợ quý anh chị nhé. Đó, xe còn rất là đẹp quý anh chị nhé. Rồi em xin phép dừng video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào.